ông bà ta có câu chiếc áo không làm nên thầy tu, và trên thực tế vẫn xảy ra nhiều chuyện nhiễu nhương vì chiếc áo mà ngộ nhận, để rồi biết bao người trở thành nạn nhân của những cái bẫy lừa. Vụ án tại tỉnh thất Bồng Lai là một điển hình. Như chúng tôi có thông tin trước đó, sau thời gian điều tra, Công an tỉnh Long An có đủ chứng cứ xác định Lê Tùng Vân tội quan hệ loạn luân với con ruột. Nhìn lại toàn cảnh vụ việc này, có thể thấy cả một vết trượt dài về những sai lầm và bí mật động trời của kẻ lừa đảo dưới vỏ bọc nhà sư. Cách đây 5 năm, dư luận dậy sóng khi một game show truyền hình đăng tải hình ảnh năm chú tiểu đến từ tỉnh thất Bồng Lai ở xã Quà Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, tham gia cuộc thi với màn biểu diễn ngộ nghĩnh đáng yêu, đạt được giải thưởng lớn. Tuy nhiên, vài tháng sau đó, nơi ở của nhóm trẻ này xảy ra vụ bị nhóm khoảng 50 người từ quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh xuống leo tường rào đột nhập tìm kiếm cô gái tên Võ Thị Diễm My. Quá trình tìm kiếm, hai bên xảy ra xô xát. Thời điểm này, công an bắt đầu giao cuộc điều tra gốc khuất về những vi phạm tại điểm mạo danh cơ sở tôn giáo để trục lợi. Kết quả điều tra của công an cho thấy, nơi này là nhà riêng của bà Cao Thị Cúc. Người phụ nữ này đưa nhiều tượng Phật về nhà và biến thành cơ sở thờ tự bất hợp pháp. Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An khẳng định nơi này không phải là cơ sở Phật giáo. Năm 2015, ông Lê Tùng Vân, 92 tuổi, cùng một số con cháu từ thành phố Hồ Chí Minh về đây sống với bà Cúc. Qua điều tra, vào thời điểm này, công an xác định hộ bà Cúc có 8 trẻ em, trong đó có 6 trẻ sống với mẹ ruột và 2 trẻ được nhận nuôi. Trong thời gian sống tại đây, Lê Tùng Vân phân công vai trò, nhiệm vụ cho nhiều người viết kịch bản, tập hát, tạo tài khoản trên mạng xã hội Facebook và YouTube để đăng các video, bài viết về những hoạt động sinh hoạt của nhóm. Thông qua các tài khoản này, nhóm người trong tỉnh thất Bồng Lai lợi dụng danh nghĩa nuôi trẻ mồ côi để kêu gọi lòng tốt của người dân cả trong và ngoài nước giúp đỡ, nhằm trục lợi cá nhân, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, dư luận xã hội. Năm 2022, một người giới thiệu tên viết tắt là LTMT công bố những điều sốc về ông Lê Tùng Vân và tỉnh thất Bồng Lai. Anh cho biết mình là sản phẩm loạn luân của ông Vân và một người cận huyết. Anh cũng từng bị ông Vân hành hạ trong nhiều năm vì chịu không nổi đòn roi nên bỏ nhà đi và ra ở riêng đến nay. Trong thời gian này, công an tỉnh Long An tiếp nhận đơn tố giác từ một số người về việc các cá nhân trong tỉnh thất Bồng Lai có quan hệ loạn luân. Sau thời gian điều tra và có đủ chứng cứ xác định ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột sống trong nhà của bà Cao Thị Cúc, công an cho quyết định khởi tố. Trước đó, vào tháng 11 năm ngoái, Tòa án Nhân dân tỉnh Long An tuyên phạt bị cáo Vân 5 năm tù và các đồng phạm từ 3 tới 4 năm tù, cùng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân.